Thưa quý vị, sau 7 ngày ra quân thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác đặc biệt 369 Công an Tỉnh Ninh đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm pháp luật về an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Theo đó, qua 7 ngày hoạt động, các tổ công tác đặc biệt 369 đã giải tán 4 nhóm với 18 đối tượng tụ tập đêm khuya, phát hiện, giải tán và mời làm việc 138 thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya có dấu hiệu nghi vấn hoạt động vi phạm pháp luật, lập biên bản 41 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tiến hành test nhanh phát hiện 19 đối tượng dương tính với ma túy, đã lập biên bản xử lý và thu giữ nhiều hung khí. Thì người dân mà khi mà phát hiện có những cái thanh niên mà nó tụ tập đêm khuya gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, rồi các cái hành vi vi phạm pháp khác thì có thể báo ngay lên lực lượng công an gần nhất hoặc là báo điện báo về số trực ban của phòng cảnh sát hình sự hoặc số điện thoại 113 để được hỗ trợ. Thời gian tới, tổ công tác sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.